bông tai mới về của tiệm, cái mẫu mới nhất hiện nay nha. Đầu tiên thì mẫu bông LV, mẫu bông này của mình 8/1. Mẫu bông này nhìn rất là sành, sành điệu luôn. Bên cạnh mẫu LV thì nó cũng sẽ có những mẫu đôi bông thì người cứ comment lên cho em rồi em sẽ trả lời trực tiếp cho mình nha. Mẫu LV thì về rất nhiều mẫu, nhiều kiểu. Mẫu này của mình đeo ôm tay nha, tại đằng sau làm nhỏ không có lớn. Mẫu này của mình 9/4, nó sẽ tầm rơi vào khoảng gần 4 triệu. Một mẫu, một số mẫu tròn, mẫu tròn sao đính đá, nhìn kiểu này đeo lên lên đồ thì nhìn rất là trẻ nhé. Dành cho tay to, tay dày. Mẫu này của mình 7/9 và gần 8/. Đây, em sao kỹ cho mọi người nhìn thấy rõ. Mẫu A còng mới nữa nha mọi người. Mẫu chữ A còng này, mình trẻ trung và dễ thương. Cồng này của mình có 5/4 thôi. Mẫu tim, mẫu tim kết hợp với nơ vậy các bạn trẻ ha. Tí xíu mình like dây chuyền nha. Trần Gia Tuệ ơi, hello. Lâm Cẩm Đan, Lâm Cẩm Đan hay muốn hỏi gì không? Điệu bữa nay về nhiều lắm nha. Ok, tí nữa mình like nhẫn rồi mình like dây chuyền nữa nha. Tại vì lâu rồi mình không có like bông, mà đợt này có bông mới về á, cho nên mình sẽ like một số bông mới cho mọi người nha. Mẫu này thì tim kết hợp với lại chờ neo, mẫu mới cách điệu của tim á. Này chỉ có 5/7 thôi. Bạn nào mà thích nghịch ngợm mà sành điệu một xíu nữa thì có mẫu con công nha, dễ thương nè, nhìn yêu lắm luôn đó. Mẫu này của mình 7/3, nhẫn nhỏ thì một số mẫu mới về đây. Mẫu này có 3/ thôi, ni 15. Mẫu này đơn giản dùng để đeo ngón trỏ. Đơn giản em đeo ngón trỏ nha. Mẫu này chỉ có 3/4, có nhận chấm hỏi ấy, dễ thương nha. Đây, mẫu nhận chấm hỏi, mẫu nhận này đi 11, chỉ có 2/2 thôi. Số mẫu nhận chữ H nhỏ nữa nha. Đây. Số mẫu nhận bi, nhận bi mới về. Đợt này mình về nhiều bi lắm luôn á.
phân mốt thì rất là dày dặn ha, mình đeo ngón trỏ hay ngón giữa cũng được. Mẫu hạt trắng ha, mẫu hạt trắng tầm trung 7 phân. Mọi người muốn em like gì thì comment lên giùm em nha. Nhẫn này 5 phân 7 thôi. Nhẫn này đi 15. Nó không quá cao. Công thương. Đây là một số loại nhẫn lớn ha. Nhẫn lớn, nhẫn hạt lớn. Này đi 19 phần đi là rất là lớn. Các chị mà tay miễn ta to một xíu đi đeo được. Mẫu nhẫn này của mình đi 12 ha, một chị 25. Đi 12, cái này mang rất là sang. Mẫu này, cái mẫu này là mới về luôn á. Một chị 30. Này của mình đi 21 nha, rất là rộng luôn. Thoải mái đeo thôi, em về mẫu này rất là nhiều đi luôn. Em có mẫu chữ H lớn, mặt lớn. Mẫu này đi 20. Dạng nhẫn hoa mới về ha. Dạng nhẫn hoa mai. To hàng sang. Đang cần mang một chiếc là đẹp. Là mẫu nhẫn hàng đá lớn lung linh luôn. Nhẫn này của mình là 2 chỉ 44. Có một số mẫu nhẫn đá vuông ha, mẫu đá vuông. Vuông này mình có ni lớn lắm nha mọi người, ni 15 và 17 thôi. Mẫu nhẫn sang cho mấy chị mà đeo nhẫn cao. Mẫu nhẫn này mẫu nhẫn 3 tầng nha. Nhẫn này của mình 2 chỉ 38. Rất là sang trọng đúng không? Nhẫn này em về 2 chỉ mấy một cái. Đá vuông hả? Mẫu nhẫn đá vuông. Mẫu nhẫn đá vuông này 1 chỉ 15 á chị ơi. Chị Ngọc ơi, mẫu nhẫn đá vuông 1 chỉ 15 nha. Đi này đi tay 13 nha chị. 13. Còn có này 1 chỉ 22 đi tay 15 nha. Đây mẫu đá vuông này, đá vuông này đá vuông thấp. Rất dễ đeo ha, mình không có sợ bị vướng.